Elisa. Meepo thì em nghĩ là Necrophos cảm giác như là đi cũng chỉ ngang thôi, không thể nào mà hành được Meepo, không hành được. Không hành được. Nhưng mà Argoron dành cho Nisa. Thế thì không còn chỗ cho Meepo nữa rồi. Đúng. Argoron thì Argoron là một con Mang rất là nhiều. Đánh cũng được mà Nisa đánh nhiều hơn. Em nghĩ là Nisa Man thì đánh không quá nhiều. Argoron thì có một cái hay. Anh ta có thể là hạn chế những cái pha ganh đến từ bên phía của Bao Tiên Tơ. Tại vì anh ta sẽ đặt ra những cái con ma ở hai bên và gần như là Bao Tiên Tơ đi qua phát thôi là sẽ bị lộ. Lộ. Vị trí Nhưng limit mà sẽ là hợp lý cái nhất. con ma này nó cũng làm con dao hai lưỡi đấy, bởi Đúng, vì tại vì là Nick Anasin phản được. bật gai lên phản con ma đám rất là to, ban Medusa rồi. Vâng, ban Medusa. Mặc dù là đối phương đã sở hữu cho mình một con farm rất nhiều rồi là Argoron, nhưng mà Nick vẫn cẩn thận ban đi Medusa của Matumama. Và giờ thì Puppy anh ta sẽ suy nghĩ như thế nào đây? Đối phương thì đang có một cái lineup mà trông cảm giác như là hơi thiếu burst dam, đúng không? Không có burst dam. Chỉ có duy nhất một skill burst dam mạnh đó là cái chặt đầu. Nhưng mà trước khi chặt đầu thì phải có một cái gì đấy nó gây sát thương vào đã. Chắc chắn là Nygma họ cần một con có rất nhiều sát thương trong tay của Miracle. Cái lát bích này cảm giác tương đối khó nghĩ dành cho Khó, Nigma đấy, siêu khó. không biết Nigma đánh gì bây giờ nhỉ. Một con dành cho Miracle. Carry đang to. Ăn được Ark Golden. Spec à? Không, Spec thì không có quá nhiều gọi là ban Spec rồi. Spec cũng tương đối hợp lý nếu Nhưng đánh mà về late game thì vừa nói Spec cái ban luôn. Puppy có vẻ như là suy nghĩ khá là giống bọn mình. Puppy cũng nghĩ là đối phương sẽ lắp big Spec. Hay nào, là ban đi luôn. Series thợ có biết một con dị ở lượt con cuối gì này không? ăn Ark Golden nữa nhỉ? Ark Golden đó. Ăn được Ark Golden thì phải là có skill tiếp cận. PA. PA thì ăn bóng mắt Golden luôn. Có bảo là hero mà giữ chân áp của đường chuẩn nhất thì là một con bắc với cái hệ xanh, nhưng mà sao nhưng mà Miracle lại cầm bắt được đó không? TB hả anh em? TB không được anh em ạ. TB mình nghĩ là không hay. đồ không TB cai lắm ấy. đúng rồi, áp của đường là một con có thể cai được. Áp của đường này, Earthshaker này, Zakiro này, cai thế này mà đánh TB thì chết. TB không được anh em ạ. Mình nghĩ không không nghĩ là TB hợp lý. Con gì nhỉ? Tiếp cận được áp của đường dành cho Miracle. Trận này hơi khó nào nãy anh em mình quên mất con mà game trước Miracle chơi đây, Ricky. Ricky à, quên mất anh em ạ. Bây giờ lại làm thêm một cú Ricky nữa thì đa rồ đa rồ trông Matum. giống Matum Dimit. Xong rồi Matum Dimit đa rồ và Matum Dimit, xong rồi Matum Dimit đa rồ rồi, đa rồ ăn được Necro nha. Nếu mà anh em từng nghe một mình chia sẻ về cái lối chơi của Matum với con đa rồ này thì Sven anh em. đây là con đa rồ hay nhất thế giới. Sven, nếu mà là Nygma biết Sven thì Nygma thua luôn. Nhìn bên kia nhiều cai quá. Siêu cai mà anh em bảo Sven ở AM có vẻ hợp lý hơn. Bao tiền tơ carry. Chắc chắn. Miracle cầm đầu về xong rồi. Thật ra ban nãy ở một anh em trên kênh có chat là Miracle NP 100%. Anh không tin lắm. Đúng các bạn đấy đoán chuẩn thật. Bro vậy. Thế thì chắc là bạn ấy xem tin đấy, trước. Không. Tiến Nguyễn thương làm gì là nhanh thế. Cái lượt cái pick thứ hai mà. Có bạn Tiến Nguyễn đấy đoán Bro đấy. Miracle cầm NP các bạn. Nhưng mà cái kèo mà bảo là Dự lại vào có khác rồi, nhìn kỹ đi. Dai cầm ba dù. Matumaman đánh voi sử dụng ít. Có sự lươn lẹo đến từ cả hai team. Một bên thì Matum cầm voi, một bên thì Miracle cầm NP. Thật ra thì mình chưa thấy Matum cầm voi spirit bao giờ. Cái con voi spirit thì đánh carry thấy rồi, ATG cũng cầm rồi. Matum thì không biết. Con này là nó không phải là một con carry giống cái phong cách của Matum. Tức là Matum thường là cầm những con đánh tay, farm đến chết. Đúng rồi. Thường là những hero không cần quá dẻo mà chỉ cần tập trung vào việc farm thôi. Anh ấy có bạn Mạnh Đức chào anh, thì những bạn ấy tên quen quen. Chào Mạnh Đức nha. Mạnh Đức thì như quen quen. Quen. Thấy cũng xuất hiện nhiều. Ok anh em. Ta cùng nhau đến cả game đầu thứ hai đấy, nhìn nhìn lab của Sirius đi. Cái set của Phái Con Show siêu đẹp luôn. Nếu mà nhìn kỹ thì lab của Sirius là nó là ánh tím. Còn bên phía Nigma thì ánh xanh. Nigma thì thường là màu xanh rồi. Với Kuroki thì anh ta thích màu xanh. Thôi anh ơi đừng có phân tích màu nữa. Bây giờ anh em mình phân tích line up chứ. Năm tên tướng áo tím không gì đâu. Không, năm tên tướng áo tím nào. À tức là bây giờ Secret. Vậy là năm tên tướng áo tím. Đúng.
Được anh ơi. Vâng, một trong những cái set Necro mà mình thích nhất anh em ạ. Mình cực kỳ thích cái set này. Nhìn hơi ngáo ngơ một tí đúng không? Mình vẫn đang xin Linh Mơ nhưng mà Linh Mơ chưa cho. Càng dã man. Trời ơi. Nào giờ thì chúng ta sẽ bước vào game đấu số 2 giữa team Secret và team Nigma. Mình nghĩ cái kèo ở mid. Kèo mid sẽ là kèo của Bad Rider và Aquaden à? Đây, anh em nhìn cái set này trông nó có ngáo ngơ không? Một cái mặt hình con vẹt đúng không? Chính xác là cái mặt thôi, cái vũ khí thì đã mix vào cái Immortal rồi. Đúng. That's not right. Nào, Zai có cho mình đó là một con Dazzle. Dazzle trong tay của Zai à? Có lẽ là anh ta sẽ chơi giống kiểu Mantum thôi. Lên cho mình một quyển book. Book 1. Sau đó là lên một cái Megagon, Sula. Lên những cái đồ book cho team anh em ạ. Đấy là lối chơi Dazzle. Lên những cái active để tận dụng cái giảm cooldown đến từ ulti. Nisa di chuyển thẳng mid. Anh nghĩ sao về cái kèo đối đầu này? Khi mà bên phía của team Nigma nhận thấy đó là một con Aquaden đi mid thì họ cũng pick cho Wiha một con Bad Rider, thì em đang nghĩ là Wiha có lợi hơn một chút đầu game. Một chút thôi. Anh ta chỉ cần đứng cạnh Crit thôi thì cái skill 1 của Aquaden là không thể làm gì được nữa rồi. Đúng. Em nghĩ là Wiha sẽ có lợi thế một chút ở đầu game. Mà con BH này thì sao? BH thì chơi ông ta ở Koloki. BH sắp 5 á? Sắp 5. Tức là anh ta sẽ cố gắng gọi là bán máu thôi chứ lang thang đi cả mắt thôi, cả mắt rồi gọi là sờ cao đúng không? Chứ còn bây giờ bảo BH sắp 5 mà làm được cái gì đấy thì hơi khó, thực sự anh em ạ, hơi khó. Mà nhìn cái lượng đồ anh ta mua thì anh ta hơi khác nhỉ? Tại vì là thường là một con sắp 5 sẽ không có Orc of Venom, thì anh ta lại có một cái Orc of Venom. Nào, cái tham binh này nó khá chuẩn. Khi mà anh ta nhặt xong cái rune, anh ta có thể tàng hình thêm một lần nữa, nhưng mà anh ta chiến luôn. Cái gì vậy? Cái ăn fix xua rồi. Ai là người nhanh tay hơn đây? Đó là vị trí của Zapdo. Vâng. Zapdo tự tin với cái khả năng click của mình mà anh ta không thèm sử dụng cái fix xua để có thể KS cái bounty. Em đang để ý là FPS của máy này nhảy lên đến 140 anh ạ, hình như bị sai. Nó là hơi cao quá à? Đúng. 150 ông nào rẻ đây? Ôi chỉ 110 thôi, 120. Cái quan trọng ấy, màn hình này chỉ được 120 thôi. Đúng, anh biết mà. Anh thấy hơi lạ, bình thường là anh em toàn để 110, 120 thôi. Không biết là ai kéo lên ạ, cay dã man. Thôi không sao cả, may mà mình nhận ra mình chỉnh lại. Rồi tiếp tục là một cú block creep nữa đến từ bên phía của Earthshaker. Rất khó chịu, anh ta chủ động để có thể giúp cho Zai có một cái lane thoải mái, ở siêu thoải mái luôn. Ở mid thì Bad Rider trong tay của Iha bắt đầu deny được 2 creep rồi. Vâng. 6 dầu rồi. Xấu dầu vào người của Nisa. Nhưng Nisa không sợ bởi vì anh ta biết tại vì là Wiha làm gì có Firefly đâu. Wiha chưa last hit được, thế nên là chưa thể có level 2 sớm được. Đúng. Anh ta vẫn chưa có level mấy 2. Mấy dầu rồi? 8 à? 8 dầu. 9 dầu. Ui, những cú đấm bắt đầu đau đấy. 10 ạ. Ô. Đấm 2 hit chết. Không, 3 hit. Dầu tiếp không? Có, vẫn tiếp tục. Nhưng mà Wiha nếu mà muốn giữ những cái dầu đấy thì anh ta phải phi lên. Nhưng bây giờ đối phương có một cái sở tích thôi, hơi khó nhở. Đúng rồi, hơi khó. Hit 10 sở tích rồi. Cũng không phải là quá hay. Ôi dù Wiha tiếp tục dính ma, khó chịu quá. Nào Dazzle đang tụt máu, nhưng mà anh ta vẫn sống được. Kuroki có vẻ như đang làm khá tốt cái vai trò của mình, đó là giúp cho Miracle Farm. Zai cần phải cẩn thận. Khi mà Kuroki có một cái Orc của Venom thì cái lượng slow nó rất là nặng. Khi mà cái Orc này nó mới được búp lên một chút anh em ạ, từ 12% lên 15%. Sau đây, một cú chày chăng Kuroki vẫn đang có thể di chuyển được khi mà anh ta có tăng hình. Trên top kìa, Negro máu mất rất là nhiều nhưng mà không sao, vẫn có thể lùi về được thôi. Trong khi đó thì đây là lần đầu tiên mà mình được xem một trận đấu gọi là competitive mà Mantum chơi một con Void Spirit. Chắc là cũng đã tập luyện rồi. Đúng. Đây, GS đang cố gắng vào phá Buffet, không để cho Buffet có cho mình cái khả năng lát hit dễ dàng ở đây được, mà phải xe cả XP những con quái rừng nữa. Nếu để đánh tay bo thì chắc chắn là GS hơn rồi. Nick Anasin có một chất tướng cứng cáp, hồi máu nhiều. Bay rồi em. Ôi, My Control, anh ta đánh hơi lỗi. Và đó là mạng dành cho Mantum. Khi mà đi vào trụ, My Control lại kích vào người của Mantum, làm cho cái trụ đấy nó đánh vào người của My Control. Hình như là 1 hit, 2 hit gì đấy. Sau đó là Mantum đặt một cái kéo thành công. Và thế là first blood dành cho bên phía của team Secret. My Control, chính xác là My Control xử lý lỗi. Đúng, My Control đánh lỗi. Một con gà điều khiển khá kỹ đến từ bên phía của Nisa. Anh ta biết là có thể là có bao tiền tờ xung quanh. Giờ thì BH di chuyển ra và Zai đang gặp nguy hiểm. Nhưng con đệ cố gắng body block đấy nhưng mà không thể làm gì được khác.
Kuroki có một pha thu tiền thôi. Cái Zinanda này lúc đầu rất là khó chịu. Nếu mà anh em nào mà đi lên con bao tiền co thì cực kỳ khó thở. Bây giờ thì có một pha chặn đường để ép cho Viha bật cái Firefly lên. Có thể Nisa có một cái lên cực kỳ thoải mái. Hơi dễ nhở? Có vẻ như có là... có vẻ như là Viha đang mang bottle ra rồi thì phải. Đây, em đang muốn check. Đúng rồi. Có bottle rồi. Và đó là mạng của Zai phải nằm xuống. Một pha đai trụ thành công đến từ bên phía của Team Digma. Một đều rồi. Zapdo mặc dù là cũng có mặt ở gần đấy nhưng mà không thể nào mà kịp thời nổi. Một đẹp. Viha đang gặp khó khăn ở đây khi mà lượng máu anh ta đang mất rất là nhiều. Tuy nhiên với việc là Earthshaker di chuyển ra mid thì ở dưới bot Zai đang gặp khổ. Nó giống như là game đấu trước. Game đấu trước khi mà Zapdo cầm một con Viana anh ta phải di chuyển ra mid rất là nhiều ở đây. Thì Kuroki bị đánh vào có Senchi. Ở Kuroki phải chạy. Nhưng mà Kuroki biết rồi. Anh ta khi mà anh ta đấm bánh quả hơi hớ. Anh ta bị đánh là anh ta thấy là bên phía đấu cương có Senchi. Trên top Kuroki vẫn đứng ở gần kìa. Trên top lane cũng có đánh nhau luôn. Zed đang khá thấp máu. Maikoncho đang cooldown cho mình cái deadpan. Và có vẻ như cái lượng sát thương vẫn là chưa đủ. Thì chú ý họ có quay ngược lại đánh nhau không đây không. Khi mà Matum anh ta vẫn đỡ được lượng physical damage. Nhưng mà khi mà Maikoncho đánh hit cuối cùng đó thì lại đủ rồi. 2-1 dành cho bên phía của Team Digma. Medoko chủ động mua ngay cho mình một găng tay từ sớm để tăng thêm lượng attack speed. Đây cũng là một trong món đồ mới được buff. Lượng tiền thì khá là rẻ so với những cái gì mà nó mang lại. Tít lên thì... từ 4 thì như là Vi Hai anh ta regen em ạ. Bảo sao tự nhiên máu của cái con Bad Rider lại nhiều quá. Trước đó thì anh ta máu rất là thấp và anh ta có ăn đầy bottle cũng không thể lên máu như vậy được. May mắn dành cho Vi Hai rồi. Em nghĩ là lối chơi của Viha trận đấu này thì chắc là vẫn giống như mọi khi thôi. Anh ta sẽ lên một cái giày bay đúng không? Giày bay là những Bad Rider. Kuroki dình dập để có thể cướp cho mình cái bounty của thứ năm này. Và được rồi. Vẫn được. Mình cứ tưởng là không được. Cái gì sợ thế? Vừa nói là được rồi anh em ạ. Mà sắp rồi nhặt được cái tôi lại bị anh em kinh chát gọi là blame. Nào trên top cô đánh nhau, Maikoncho là người bị em vào. Matum anh ta còn một cú để đặt nhưng mà hơi khó nhỉ. Một cú đặt có thành công hay không đây? Không thành công. Đặt để có thể kéo đối phương về. Thì bây giờ thì Maikoncho anh ta dính một pha thổi lửa. Bị chém và Maikoncho buộc cái bật cho mình Fairify lên. Nhưng mà thế là không đủ đâu. Puppy sẽ phải trả mạng thôi. Và một đổi một dành cho cả hai team. Lãi rồi, lãi dành cho Sirius khi mà người ăn mạng bên họ là Matuaman. Còn bên phía Enigma thì chỉ là GS thôi. Wow. GS đang cố gắng tận dụng cái chất tướng cứng cáp của mình để có thể đánh tay bo vào người Matum. Và Matum cẩn thận khi mà Kuroki ở khá gần. Hơi tiếc cho Nigma một chút khi mà nếu cái con bao tiên tơ này có level 3 em nghĩ là có thể ăn được. Một điểm to đúng không? Đam một điểm vào nhiều. Cái Suriken to 150 đam chỉ mới level 1 ở đây. Dài anh ta tự búp bất tử và về nhà thành công rất tuyệt vời. Hay. TP thôi nhỉ? Em nghĩ là TP thôi. Nhưng mà trên top có đánh nhau luôn kìa. Tỏa cho mình đó là một cái Evasion ban ra. Nhưng bây giờ thì trời ơi người chết đó là vị trí của Bounty Hunter. Puppy thì sao đây? Anh ta cũng phải chết luôn. Mà Tùm đã hết mana rồi nhưng anh ta còn bottle. Có thể đánh nhau tiếp được. Ở mid cũng có đánh nhau. Một trận đấu mà chúng ta thấy cái sự cuồng nhiệt ngay từ đầu game. Và tỷ số là 5-4 khi mà Bounty cũng phải nằm xuống luôn. Ôi thì bị đạn đấm một phát nhưng mà không có Vision. Phải là 2. Chúng ta có Vision bởi có Vision có một cái gót ở bên trên đúng không? Có nhưng, nhìn thấy nhưng mà đấy, không phải kịp là hai đấm, phải là hai đấm mới chết được. Hơi tiếc. Bây giờ thì TP ra luôn đến Dài kia. Cái gì thế này? Game đấu nó đang đi theo một cái chiều hướng gì mà tôi không thể hiểu nổi. Dài anh ta chưa bất tử đào cho mình cái bất tử và Dài sẽ chết trong tình huống này khi mà bị bớ vào đến từ bên phía của Miracle. Vâng, off lên level 4, TP ra biết đánh nhau. Anh em hiểu game đấu này là game đấu gì chưa? Một game đấu cực kỳ đẫm máu. Giống cả game đấu thứ nhất, hai team đang thi đấu cực kỳ là máu lửa. Cái lối chơi nó quá là công hiến. Giờ thì sao mà đây? Mà nhìn đây, Kuroki đang vòng sau. Ba đấu ba ở mid luôn. Thậm chí là bên phía Enigma là họ có 4 người ở đây. Họ muốn ăn cái trụ mid này. Anh ơi, để Dota 1 thì sao? Không phải Dota 2. Rõ ràng đây là Dota 1. Dota biểu diễn thôi. Đấy, ở trên top này thì... Đai trụ luôn kìa. Vâng, Maikoncho. Anh ta cố gắng ép cho đối phương phải TP ra một người. Đó là vị trí của Puppy. Và trong khi đó ở mid lane có đánh nhau nhưng Viha chủ được rồi. Chúng ta quay lại khu vực top lane một chút. Nhưng mà Maikoncho có vẻ như về được. Giờ thì GS đang đứng ở khá gần. Anh ta đang cố gắng nấp để chờ đợi bên phía của chiến sĩ Vichang bên trong. Maikoncho sắp sửa OT chưa nhở? Maikoncho anh ta có rồi này. Sắp có. Ui chưa kịp chặt đầu thì đối phương đã chết bởi ultimate đến từ bên phía LB rồi. Không sao cả.
khi mà người bị chặt đầu đó là vị trí của Papi. Vẫn là ăn được hai mạng, ok. Quá tuyệt vời. Ở đây ra do anh ta bị lộ rồi. Nhưng anh ta cục xúc lao lên đấm luôn khi nhận thấy là Dài đứng ở bên cạnh. Vâng, một cái điều nó khá là buồn cười khi mà off lên ở mid kia hơn. Miha có đun hết, anh ta muốn chây vào và anh ta kéo được Nisa ra ngoài, nhưng mà Zapdo với một cái TP nó quá là nhạy cảm đi, cố gắng cứu Nisa nhưng mà không được rồi. Vậy là một đun hết đã giúp cho Miha có một thoáng, nhưng mà bây giờ GS bị kéo ngược trở về, bật cho mình một cái cài lên, cố gắng phản đam. Và Matu với việc là chưa có 6, anh ta không thể làm được gì cả. Hơi tiếc dành cho Matu một chút. Vâng, đánh nhau thật sự ở khắp mọi nơi luôn. Giờ thì chúng ta check qua cái lượng netcode đi. 3k7. Từ từ đã, tôi lại thấy đánh nhau kìa. Khi mà Koloki lao thẳng vào người của Zapdo. Vâng, và trong khi đó thì Matu tràn lên bắt một người Miha. Cái gì thế này? Đây là Dota 1 à? Trời ơi, đánh nhau liên tục tục ở cả hai bên. Và bây giờ đi Koloki, anh ta còn tàng hình, không sao cả, chắc chắn là sẽ lùi được về thôi. Nhưng mà anh ta đang bị sờ lâu, đang bị đặt những con ma ra và dính cả đất. Thôi rồi, khi mà tôi nói chắc chắn thì chắc chắn là chết anh em ạ. Chứ không phải là chết. Ok, làm sao mà chạy được. Ở dưới boss thì sao? Mia của anh ta vòng ra phía sau, cố gắng lấy những con đệ của mình body block nhưng mà không thành công. Dài anh ta vẫn có thể về được, nhưng ulti nha. Có đẩy ulti này, Dài cẩn thận, bật ulti cho mình, đó là body block rồi. Mi body block, Dài sẽ chết rồi. Dài không chết à? Trời ơi, vâng và đúng là Dài không chết thật. Trời ơi. Vâng, Dài sẽ chết rồi và Dài đã lùi về thành công. Không 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 ai nghe thấy gì nhá. Ở đây thì Giga đang đuổi theo vào người bắt bay rồi. Bắt 2 chạc, 3 chạc Split Giga farm. Vâng, và đó là mạng dành cho vị trí của Hà. Quên mất em ơi, tài kim nói từ mắt hồn rồi. Em vẫn không đánh. Thôi, tập trung vào cát đi. Tài kêu cái gì, vớ va vớ vẩn, tài kêu. Nào, 2k net chain. Mình muốn check qua lượng item một chút cho nào. Thôi, tranh thủ cái thời điểm này để xem đánh nhau đã. Vì mà hai team tụ tập ở những cái rune. Mà bây giờ thì Matum, anh ta còn cho mình ultimate, không sao cả, lùi được về. GS thì nhặt được cho mình đó là blue bounty và Zapdo. Anh đã bị break mất rồi, có lẽ là Zapdo không thể làm được gì cả. 10 điểm hạ gục đầu tiên dành cho bên phía Nigma rồi. 10 phút và chúng ta có đến 18 kill. Đi xa, anh ta vừa tự cancel TV thì phải đúng không? Anh ta vừa tự cancel, có vẻ như là hơi bị big click một chút. Anh ta TP về nhà khi mà đầy máu, ấn nhầm TP rồi cancel luôn. Dưới boss này thì Kuroki anh ta vẫn đang rình rập. Nhưng mà một mình anh ta thì không thể làm gì được. Có lẽ là cố gắng xuống đây để lấy XP, có cho mình level 6 để có cho mình cái ulti, cái check đi. My Control có một item cực kỳ tuyệt vời. Đó là một cái item Talon, một item mà giúp cho anh ta farm những cái bãi to siêu dễ dàng luôn anh em ạ. Tại vì là cái con này nó bị phụ thuộc vào cái cooldown của cái Deadpan. Nhưng mà Kuroki bị bớ rồi. Đó là hai cú chém vào Matum có mạng. My Control xử lý nó là nhuyễn đấy. Anh ta đâu biết chơi rồi. Matum chứ. Matum, chính xác là Matum ở đây. Dài đang bị bớ vào. Và bây giờ thì Dài cần phải sử dụng bất tử của mình cực kỳ chuẩn chỉ. Không được rồi. Không được rồi. Khi mà My Control không hề ngần ngại, giơ tay lên chặt đầu luôn. Anh ta biết được rằng con NP này là co, thế nên cái lượng đam tay của Miyako rất là lớn. Đúng. Anh đã có cho mình một cái Blindstone cũng như là một chồng đang lên bú xét. 11-9 với 3k netbot chơi. Ui, Zapdo có một quyết định cực kỳ quyết đoán. Chính xác. Nếu mà anh ta để cái bầy clip ở đấy thì chắc chắn là không ai đép cả. Khi mà đồng đội vẫn đang bận đánh nhau, Nisa thì bận đánh Miha. Miha anh ta hồi máu em được bằng một cái run regen anh em ạ. Đang đường chạy cơ máu này. Đầy máu, đầy máu. Chồng được rồi, không sao. Chỉ mất được máu. Nếu mà anh ta có giày bay nhá thì anh ta sẽ lấy máu. Tại vì anh ta chạy nhanh hơn hẳn luôn. Ê, cho hợp lý anh em ạ. Dù bởi vì Echo mà chưa có bờ linh thì chỉ hoặc là solo kin, Echo hợp lý farm thôi. Tại vì đúng rồi, đồng đội anh ta đang bận farm. Nếu mà anh ta cứ kêu gọi đồng đội lên anh em ạ, không ai đép cả, rất là phí vàng. Không ai đép thì anh ta Echo để đép luôn. Echo hợp lý. Nisa bị bớ vào, đó là một cái trách. Và bây giờ thì có ai cứu Nisa không đây? Ôi, bị kéo tuột ra ngoài thế này thì làm sao mà cứu nổi. Mà Tùm thì sạch lên nhưng mà không sạch về đâu khi mà đang cooldown rồi. Miracle đi vào một cái kéo đến cho mình với Matum. Và đó là một cú bông răng quá hoàn hảo. Giờ thì Matum cùng với Poppy đẩy ngược về. Matum vẫn còn sống. Trong cái đó thì Zapdo, anh ta không hề có Echo Slam. Hơi khó chơi rồi. Dài đi sao nhỉ? Cái bất tử nó đang cùng đau và Dài là người BM tiếp theo. Mà con trâu chỉ có thiếu một hit nữa thôi. Cái bàn tay đang bay đến rồi. Và Dài sẽ nằm xuống trong tình huống này. Nhưng mà trong đó Miracle vui quá, vẫn nằm xuống trong tay của Matum. 1-1 dành cho cả hai team. Và bây giờ thì Poppy liệu
là anh ta có thể là giữ chân được Marco Trù đến cầu đời không được. Hai mắt là không thành công. Đấy là một đội nhưng 2. Mà trong cái đó thì Lisa thế là có 2 một đội 2. 2. 2 đội 2. 2 đội 2. Marco cần phải cẩn thận. Marco Trù sắp cú nào xong cho mình đó là cái chặt đầu. Còn thật sự là game đấu nó đánh nhau nhiều quá, ở đây thì bị đớt rồi. Và chắc chắn là Koki anh ta cũng phải chết thôi. 13 đều sau 13 phút thi đấu. Cứ 30 giây lại có một mạng nằm xuống, một trận đấu mà full action, hai team đánh nhau rất là nhiều. Anh có biết là lúc ấy khi mà em nhìn đến bàn tay nó bay đến dài em nghĩ đến cái chiêu thức gì không? Kiểu âm bạch cô chảo. Đúng, kiểu âm bạch cô chảo nhìn sợ dã man luôn, kiểu không biết chạy được gì. Chắc chắn là nếu mà anh em kiểu sinh khoảng tầm 9x thì anh em sẽ biết cái phim cái gì nhỉ? Anh hùng xạ điêu. Anh hùng xạ điêu. Anh hùng xạ điêu. Kiểu âm bạch cô chảo là của hai cặp đôi là đệ tử của ông nào? Toàn chân giáo à, đúng không? Hay là không hình như không phải. Ở đảo Đào Hoa, đệ tử của ông ở đảo Đào Hoa ấy. Nhưng mà ông Dương Phong à? À không phải, không nhớ lắm. Không, tại vì phim xem lâu quá rồi, em chỉ nhớ là nhắc vào lòng người ta phải cố nhớ ra cái đó mà. Bạch Quân đúng không? Mai Dương Phong à? Ồ, đúng rồi, Mai Dương Phong. Mai Dương Phong à? Đệ của ông ở trên đảo Đào Hoa đấy. Rồi, vậy là mạng dành cho bên phía Nguy Hàm mà thôi. Dưới boss kìa, NV cũng đang di chuyển xuống. Mai còn trồ, dính một cái Marco Lofi. Giờ thì Nisa cũng có mặt luôn và cửa về dành cho Marco Trâu là không hề có. Thôi xong rồi, một con Necrophos lên mang đếm số. Kuroki có mặt, có chăng cũng chỉ để giữ lại cái bounty này. Nhưng bounty vẫn chưa ra. Mới chỉ là 14 phút 25 giây. Còn đến 35 giây nữa. Nào, liệu là bên phía của team Nigma có muốn đánh nhau tiếp không? NV vẫn đang cần farm. Vậy ta chủ động di chuyển lên top để làm cho đối phương phân tâm. Có ai đang có TP không nhỉ? Có vẻ như là không ai có dấu hiệu lên top cả. Chưa muốn lên thôi. Chứ thật ra thì họ đều có TP cả. Có người thì bảo là Hoàng Dược Sư anh ạ. Thì hình là như... Hoàng Dược Sư mà. Ở đảo Đào Hoa là Hoàng Dược Sư. Thì ông đấy là sư phụ đi, ông ấy biết. Nhưng mà hình như là đệ tử cũng biết luôn. Ông ấy là sư phụ của Mai Sư Phong. Đúng rồi, đúng rồi. 14-14. 4k net chênh. Không nhiều. XP thì sao? 2k. Vậy là bên phía của team Digma vẫn đang giữ được một cái lợi thế gọi là nho nho. Nick Azazin. Wow, một cái chiến thuật đi gành đúng kiểu Dota 1 anh em ạ. Ngày xưa Dota 1 đi gành là phải có tàng hình. Đấy. Càng nhiều hình càng tốt. Đúng. Dota 1 thì tàng hình ấy thì thật ra tàng hình của Dota 1 không sợ Senchi, không sợ Dirt, chỉ sợ hack map thôi. Tại vì làm gì có ai cắm Senchi cắm Dirt đâu. Hack map hết rồi, sợ gì đâu. Hack map hết rồi. Thôi anh nói thế mất quan điểm. Ngày xưa anh em mình đều chơi Dota 1, anh lại bảo Dota 1 toàn hack map. Thì chẳng toàn hack map còn gì nữa. Tất nhiên là cũng có một thời gian là em hack map các kiểu chứ. Không, anh để em kể về cái gọi là hành trình hack map của em. Tức là đợt đấy không phải là em muốn hack map, mà là tự nhiên là đợt đấy cái máy của em bị hỏng. Xong rồi thằng em phải sang nhà bạn copy cái Dota của nó. Thế chả hiểu kiểu gì copy về là nó hack map sẵn rồi. Thế là phải chịu thôi. Không phải lỗi tại mình đúng không? Đấy, không phải lỗi tại tôi các bạn. Tôi có tội gì đâu. Không biết, không có tội. Rồi, một cú chặt đầu thành công và giáp râu lên bảng điểm số. 15-14 với 5k net chênh thì bên phía team Sigma sẽ chủ động lấy cho mình trụ hài này. Zon nghe quen quen. Ừ thì là ông anh của anh ấy. Dota 1 thì mình chưa chơi cả Zon mấy anh em ạ, chơi ít thôi. Dota 1 em cũng có một người bạn trên Galena tên là Zon. Thế à? Ờ, có khi được cùng nhưng mà ông ấy bro lắm. Ờ, thì dưới bot cũng bro mà. Vâng, Wiha có cho mình một bạn của dài trông kiểu outplay hoàn toàn hai thành viên của team Secret và đi trở về nhà. Tập trung anh em nhá. Về nhà anh em. Có một vài anh em cũng mình mất tập trung thì anh em sẽ không thích. Đúng, trận đấu này rất là hay. Không phải là những trận đấu nó chán để mà anh em có thể trò chuyện linh tinh được. Đúng. Sau 17 phút thì bên phía Nigma dẫn 6k network rồi. Khác với trận Nigma đấu trước vẫn đang đuổi. Cái gì vậy? Mà con số không hề có chặt đầu nhá. Em không hiểu tại sao họ lại chảy cố đến như vậy. Và bây giờ thì bao tiền được bị dựng chân lại nhưng mà đó là một cú stun quá đẹp đến cái gì hết. Pha mạng dành cho bên phía cái gì hết rồi. Nigma thực hiện một pha ganh nó quá là hoàn hảo khi mà anh chàng Nisa coi thường cái lượng sát thương đến từ bên phía Nigma thì gì hết có mặt nhìn mà xem Miyako thì anh ta chỉ tập trung cái việc đẩy len của mình thôi. Anh ta đã lấy đi cái trụ trên top và bây giờ lấy tiếp cái trụ hai ở mid rồi. Và nếu mà xét về cái dàn trụ ngoài bên phía Suri thì họ chỉ còn hai cái ở dưới bot mà thôi. Còn bên phía của Nigma họ chỉ mất đi một cái trụ một ở dưới bot.
họ đang lợi thế hơn rất nhiều về trụ ở đây thì GS đi láo rồi và anh ta sẽ bị bắt bởi bốn thành viên bên VNC Grid. Vâng, một mạng để cho Giáp Do. Cái mạng này là gần như là đủ, gần đủ để cho Giáp Do có Blink không? Gần đủ rồi, gần đủ. Nhưng mà Miracle đang farm khắp bản đồ. Miracle không quan tâm, tôi chỉ là bút trụ thôi. Không biết là món đồ tiếp theo Miracle lựa chọn là gì, chắc là một cái bút set 2 luôn. Top này. Khi mà bắt idol anh ta dính quá nhiều những cái stun thì việc với chỉ một cái giày bay cũng như một Fox Start trên người thì không thể đủ được. Giày bay Fox Start trận đấu này cần BKB. Có lẽ là bây giờ lên BKB là hợp lý rồi. Bây giờ phải có BKB. Anh ta đã có đủ đồ để đi kéo người rồi. Chỉ cần thêm một cái BKB nữa. Đủ set 2 rồi. Cái tốc độ farm, cái tốc độ rat đến từ cái con NB này nó cực kỳ lớn. 30 đam hợp lý. Anh ta là một người chơi carry. Anh ta phải lên đam. 30 đam và 4 á. À chính xác là 10 ammo rồi nhỉ. Chứ 4 con đệ thì không hay lắm. 10 ammo đứng bắn ở trong combat luôn. Lên BKB, bật KB và đứng ở trong cái bát để bắn. Nào, ở beat thì GS anh ta bị bớ vào bằng một cái đớt. Mạng dành cho Nisa. Nếu mà Nikma không cẩn thận và coi thường cái lap của Team Secret hiện tại thì Led là thua đấy. Led là thua. Voice, Spirit này rồi thì Aquadon. Cái quan trọng, cái tiềm năng của Aquadon rất là lớn. Chưa kể là con Earthshaker. Khi mà anh ta có đủ đồ để có thể rình dập thì anh ta có thể tung ra những cái echo rất là đẹp. Nếu mà để đánh giá ở trên cái thang điểm carry thì anh nghĩ là NB được mấy trên 10? Carry NB á? Thang điểm NB. Em nghĩ là 6/10. 6.5 bởi vì con NB nó có điểm cộng là farm nhanh thôi. Aquarian thì phải là 9.5/10. Gần như là hoàn hảo. 9.5. Một con sinh ra để chơi carry rồi anh em ạ. Nếu mà để mà về late game thật sự ấy, late hẳn ấy thì anh đánh giá Aquarian là mạnh nhất. Đúng. Còn tiếp theo có thể là một con Void. Cái lối đánh nó rất là khó chịu. Nó không chỉ đánh bằng sát thương tay, nó còn đánh bằng sát thương phép anh em ạ. Nếu mà anh em từng xem cái trận đấu của team Liquid cũ hay chính xác là team Nick 3 hiện tại với cả team VG trận lật kèo ở đúng giải Epic Center đó. Cái giải đấu đầu tiên mà 500 euro cover cắt ở trên Twitch, anh nhớ được đấy là có 20 người xem. Nhưng mà cắt trên Twitch thì ai xem? Tại vì là Việt Nam không có thói quen xem bởi vì cái giải đấy là xin được vào lobby. À thì muốn thì phải cắt ở trên kênh của người ta. Rồi. Dài. Nhìn thấy là một người Kuroki rất nhanh vừa nằm xuống. Và giờ thì bên phía Enigma chỉ có 4 người mà thôi. Họ vẫn muốn đánh tiếp phải khi mà Zed đang chạy lên. Tùn cái fit rùa nó chuẩn bị hết rồi. Nhưng mà có vẻ như là Enigma chờ đợi Viha kéo người trước đã. Giờ Nisa phân bóng ra, Makoto phản được. Hay chính xác hơn là vị trí của anh chàng GS. Và bây giờ thì người bị bớ vào đầu tiên đó là Viha. Vâng, Secret em người rất tốt anh em ạ. Họ biết rằng là Viha không có đồ thủ, chỉ có đồ để tăng thêm tốc độ chạy thôi. Anh biết là bên phía Nigma thua khi mà NB anh ta bay lên trên top rồi. Và chắc chắn là Nigma họ chỉ có sủi thôi. Bây giờ đã thiếu Kuroki đúng không? Bây giờ thiếu thêm cả Miracle nữa thì đánh kiểu gì? Xong rồi. Cố gắng bay tham nào. Và bị bổ lại. Không thể nào mà bay tham nổi nha bạn. Bay tí tham nào cả. Cái Orchid hình như là đến từ con Void Spirit của Matumaman thì phải. Đúng. Chính xác. Matum lên cho mình đó một cái Orchid. Rất có thể là bên phía của Nigma sẽ vứt đi trận đấu này khi mà tiềm năng về late game của Secret là quá lớn. Có lẽ như là họ đang chờ đợi để cho Miracle farm nút cái BKB đã thì anh ta khi có BKB anh ta có thể tự tin bay. Ôi trông kìa, Kuroki tiếp tục dính một cái đớt. Bật bay nào, câu giờ nào. Anh ta cần phải câu giờ để cho cái đớt nó hết. Sắp hết rồi, sắp hết rồi. Và anh ta có thể sống sót được. Vâng, đầy rồi, nhưng mà còn thêm một cái nữa. Tôi vừa nói là có thể sống sót, thế là thôi nha. Tiếp tục là đến GS, các thành viên bên phía ở team Nigma họ chết lẻ liên tục. Nhưng mà hết đớt rồi, may quá. Dùng hai cái cho con BH rồi. Bây giờ không đủ đớt để giết con Nick AC này nữa. Ở mid kìa, có bay để mà bắt vào người của cái con Aquadon này. Vâng, đấm đôi. Anh ta bị đánh quá đâu. Miracle có một mạng rất nhanh chóng. Giờ đến con bóng, có tiền. Không kịp. Ở đây Matumaman cũng đang bị nhìn thấy bởi GS nhưng mà NP thì vừa bay lên để mà giết cái con Aquadon rồi, bị lộ rồi, có kit chắc là đi luôn. Đi luôn anh em ạ. Luôn rồi. 18-22. Một game đấu vẫn vậy thôi, đánh nhau quá nhiều. Cứ là farm thôi. Sắp sửa hoàn thành BKB rồi, khi có BKB thì họ Androsan nhỉ? Androsan dưới boss này thì tiếp tục là Kuroki lại bị là người bị phát hiện ra với cái Senki cắm rất là cao. Thế anh ta cũng đang làm tốt nhiệm vụ của mình, cái câu kéo sự chú ý thôi. Anh ta là con BH sắp 5 mình chết thì cũng được, quan trọng là chết trong bao lâu. Chết phải lâu lâu một tí, mà chết trong 2 giây thì chết trong 20 giây là ok rồi. Dài thì chuẩn bị lên cho mình đó là cái GG. Item mất khá lâu để anh ta có thể hoàn thành được khi mà
cũng chỉ là một lọc lên thôi, anh ta không được farm quá nhiều, phải nhường lại cái khoảng farm dành cho Agudin nữa. Agudin thì thật sự là hero farm cực nhiều luôn. Rồi thì Mind Control di chuyển lên này, nhìn thấy dài này, Miracle phối hợp cùng, nhưng mà rất nhanh Miracle bị êm vào. Anh ta có phải bật PKB lên, đánh tay bò ngược lại cùng với Matum. Rồi Matum có thể bị kéo nhưng anh ta độ thổ. Ôi trời ơi, Mia ơi, một cú độ thổ thành công. Và giờ thì người êm ngược lại đó là Mind Control. Sao đây, bên phía Sigmund vẫn chưa thể trả lại được. Ba, ôi Nisa bị bơ, nhưng mà cú chặt đầu nó lại chặt dài cơ. Tại sao không phải là chặt Nisa nhỉ? Tại sao Mind Control lại quyết định như vậy? Một người quan trọng hơn. Bây giờ Sigmund họ lùi về được rồi, nhưng trước đấy anh muốn nói là nguy hại. Kéo con gà đúng không? Kéo con gà tràn. Đúng là tay nhanh hơn não em ạ. Mà tụi bạn đổ thế là thôi. Quy Hà làm ngay một chúng gà. Không nói nhiều. Có thịt gà đôi để ăn ngay. Con gà đấy thật ra thịt chắc em ạ. Đổi nó bay chuyển đồ nhiều mà. Công nhận. Không phải gà ta, công nghiệp. Gà ta, đúng. Gà ta. Gà ta chạy đôi, không phải gà công nghiệp. Bây giờ thì ăn đồ san nhưng mà ăn phải gì? Có NB bay phải, đến. Phải có NB. Đây rồi, đang bay rồi. Nhưng mà mai con chỗ không tanh được đâu. Phải có đệ của NB. Trông có khi mấy con rô san đấm cho. Ủa, mất rất nhiều bị scan rồi. Không nhanh. Tốc độ ăn là không lớn, nhưng mà các thành viên bên phía team Secret thì họ đang đứng rất là xa. Có lẽ sẽ nhả lại con Rosan này. 22-19, 8k chênh rồi anh em. Game đấu này, Nigma vẫn đang có lợi thế về mặt network. Khi mà Miracle farm cực kỳ tốt. Level 15 thì anh ta lấy Talon cộng 10 bo. Chính xác thôi, hợp lý. Đây là lối bui để mà đánh con carry mà. Nhiều cây hơn thì chả làm gì cả anh em ạ. 10 giáp là lớn đấy. Bây giờ giáp lên AC tương đương với 1.400 tiền. 1.400 tiền. GS thì cố gắng hoàn thành cho mình Vesso để làm cho cái khả năng hưu máu đến từ Dazzle là không còn nữa. Nó thêm đam vào trong con bát nữa. Bây giờ em nghĩ là cái mà bên phía Nigma đang thiếu đó là một cái để giữ trận ở Matum thôi. Mà để cho một con bát mà không có Blink kéo được một con Void Spirit thì hơi tương khó đối nhỉ? Khó. Hơi tương khó. Đối đấy. Anh ta phải có Blink cơ thì kéo sẽ dễ. Nhưng mà bây giờ không lên Blink được. BKB phải là cái đúng. Đồ được ưu tiêu hơn. Ưu tiên. Anh ta vừa, anh em mình vừa nói xong là không lên Blink được, lên luôn. Trời ơi anh ơi, đừng nói cái gì nữa. Đã bảo rồi, anh là bị lây bệnh của em rồi. Anh là bệnh nhân số 1, còn em là bệnh nhân số 0. Em là F, anh là F1 đúng không? Anh là F1. Nghĩ là chán. Vừa bảo là sao lên Blink được hả? Phải có BKB lên ngay một linh, không nói nhiều, không nói nhiều. Kiểu thằng mặt thằng Uya nó ghét anh em hiểu không? Không, ghét cả em không? Ghét cái gì? Là anh bị bệnh. Vừa mới nói rất lâu là nó phải mua cái một linh luôn. Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng anh em ạ. Gần tôi thì chỉ có bị lây bệnh, còn bị cái gì nữa? Tụt hết cả sức. Nghĩ đâu chả, cứ tưởng là lên BKB đánh an toàn anh em ạ. Đóng ngay một cái Blink vào mồm, không nói nhiều, để đi kéo. Nào xem nào, kéo. Xem cái Blink làm được gì sao không? Tại vì lúc nó kéo theo con gà. Cày. Ấy, trời ơi, giờ đi chạy đằng trời. Được. Ok, chấp nhận khi mà cái Blink khai trương phát là lấy ngay được mạng của Matubaman. Ở dưới boss thì NB đang bay xuống, anh đang muốn bắt ai đây? Ui, không có gì để cancel ạ. Không có gì cả. Ui, cay thế. Và Zai thì cũng đã sủi luôn rồi. Zai cũng xây sủi thành công. Và giờ thì Nigma phải quay trở lại mid lane. Nào, 22-20. Bắt được Kuroki rồi. Bắt một con BH cố cho mình một cái hút. Không thể làm gì cả. Bên phía Sigrid phải nhận ra đây chỉ là một con ngựa giò đến với Nigma mà thôi. Buffy được vũ bất tử đấy, anh ta đứng solo quá nặng. Và trong cái đó lên giáp rồi không thể di chuyển nổi. Có vẻ như Sigrid chuẩn mất cả 3 thành viên khi mà Zai cũng chết luôn. Một cú bom xăng thành công và đó là 3 người lên bảng trăng. Giáp rồi vẫn còn một châm máu và lùi về đứng. Anh ta dính một cái Spirit Vessel. Và 4 người lên bảng, chỉ còn Nisa mà thôi. Barrider đang chuẩn bị cool down xong. Chạy vào mình. Nào. Cái Flaming Lasso rồi, mà Nisa sẽ là mục tiêu. Nào, Fox Staff lên chăng? Không cần luôn. Và kéo ngược về bằng Fox Staff. Miracle sẽ đánh liên tục vào mồm của Nisa. Tạm biệt Nisa nhé. Matum, anh đã xoẹt được 2 lần đấy, nhưng bị phạt đam rồi. Và Matum cố gắng đột thổ để chạy đi, nhưng mà không được đâu. Lượng sát thương lan quá lớn đến từ bên phía của Miracle. Không còn một cái buyback nào cả. Và bây giờ cái rách này thì ai đép đây, vẫn đang chờ đợi những con grab chạy đến. Hết đi cái anti backdoor rồi, chắc chắn là một rách. Anh ơi, em nghĩ là mai em sẽ đi đầu tiên.
Đâu, em phán là Sirius thắng 2-1. Thế là Nick Ma thắng hay không ngay không nói nhiều. Anh ơi, thật sự là cái con NP nó lực em ạ. Anh em phải nghĩ lại về cái việc anh em chấm điểm con NP 6.5 là hơi thấp. Không, nếu mà tính theo cái gọi là trung bình tất cả mọi người chơi đúng không? Chắc là ông Miêu rồi, ông đánh hay quá. Ông đánh hay thôi. Tiếp tục là đấm vào rách thôi. Miêu của anh ta không quan tâm gì cả. Vâng, và bây giờ thì Minako rất tự tin với một cái Kirosan cũng như là một cái Kenaigin. Anh ta có AC, giáp rất là lớn, không quan tâm. Đấy, cứ đóng nhà thôi. Cứ đóng vai trò ngựa giò thôi. Chạy vào trách chủng cái thứ rồi chạy lăng qua lăng quăng. Một con sóc, nhưng mà với việc là anh ta tận dụng được lợi thế check kill thì anh ta cũng khá là giàu. Hai rách đơn giản và Nigma họ đang di chuyển về. Vâng, bây giờ thì Poppy anh ta bị Fox Stamp lên và chết luôn. Gì luôn. Vâng, ai công luôn, không nói nhiều. Bác bày dỗi, không nói nhiều, gì. Và anh em biết rồi đấy, tôi và Ối thì bây giờ mới chỉ là hơn 1 giờ. Thế nên là tôi và Ối sẽ đi chơi Call of Duty.